Hiện tại mình đang là cái cao xoa bóp xương khớp của dân tộc dao đỏ Mỗi một hộp như thế này là có giá 80.000 đồng cho một hộp Chúng ta dùng để xoa bóp những cái chỗ đau như là đau nhức xương khớp, rồi tê bì, chân tay Đa số là những cô chú anh chị lớn tuổi chúng ta sẽ sử dụng được nhiều hơn Dạng cao này xoa bóp giúp thẩm thấu nhanh qua da, giảm giảm đau hiệu quả và tiêu sưng, tiêu viêm Giúp lưu thông khí huyết và lưu thông hoạt lạc Giúp giảm đau cho những người bị đau khớp cấp và mãn tính Hỗ trợ điều trị thấp khớp hiệu quả, đẩy nhanh cái quá trình phục hồi xoa bóp giúp chúng ta làm đỡ đau mỏi vai gáy tê bì chân tay cũng hỗ trợ cho những người bị cảm lạnh cảm mạo trúng gió hay là mệt mỏi hoặc những cái người bị đau nhức ở các cái cơ này chúng ta sử dụng cái này cũng sẽ giúp chúng ta đỡ hơn rất là nhiều thành phần thì sẽ bao gồm tinh dầu rết ngải cứu gừng gió dây đau xương cốt toái bổ huyết giác và rất nhiều các cái vị khác nhau khi mà sử dụng cái cao này xoa thì chúng ta nhớ là cần phải vệ sinh sạch sẽ cái vùng da để chúng ta chuẩn bị bôi đó sau đó thì chúng ta bôi trực tiếp vào chỗ đau nhức và xoa bóp nhẹ nhàng sử dụng từ 2 cho tới 3 lần cho một ngày để có hiệu quả tốt nhất có một số cái lưu ý nhỏ là chúng ta không xoa lên các cái vết thương hở và vùng có chảy máu cũng như là gãy xương hay là sai khớp ý thứ hai đó là trẻ em dưới 5 tuổi cũng như là phụ nữ có thai thì chúng ta không nên sử dụng cây cao này và cái cao này á, khi mà cô chú anh chị mở ra là bên trong nó sẽ có cái màu lâu như thế này Bôi vào thì có thể nó sẽ có cảm giác hơi nóng Thành sẽ là 80.000 đồng cho một hũ cao xương khớp như thế này Và cứ hai hũ thì bên mình sẽ miễn ship Khi mà cô chú anh chị về sử dụng thì chúng ta nhớ là tránh xa các cái vết thương hở ra Chúng ta không sử dụng cho những vết thương mà nó đã dỉ máu hay là bị hở thì nó sẽ không tốt ngoài cái loại cao như thế này thì bên mình sẽ có cả rượu xoa bóp hay là một số các cái loại như dạng thuốc viên hay là dạng đun dạng lá cây thân cây để đun nước uống chữa trị xương khớp khá là tốt nhưng mà bên mình sẽ làm một cái video khác hướng dẫn cụ thể về các cái loại dược liệu để về xương khớp đó thì cô chú anh chị có thể tham khảo ở trong cái kênh của mình có thể vào xem bên trong kênh hoặc là nhắn tin zalo hoặc là xem ở trong phần fanpage của mình thì có có mình đăng rất là nhiều các cái sản phẩm về tây bắc cô chú anh chị có thể liên hệ mua hàng theo số điện thoại trên màn hình 0971858882 số đó mình có zalo và có cả facebook luôn